Nó không biết lạnh hay sao hết trời. Chào buổi sáng các bạn. Trời ơi hôm nay lạnh quéo luôn. Các bạn thấy hôm qua là có 80, hôm qua 82 độ. Trời ơi tối hôm nay xuống, sáng nay xuống 30 độ rồi bây giờ lên được 32, 34 độ. Lạnh quéo luôn các bạn. Anh cameraman là anh trùm kín mít luôn kìa. Anh lấy đồ đi tê tuyết á, anh mặc. Bây giờ mình sẽ đi ra mình hái mấy trái gứt đây nè. Các bạn thấy gứt siêu bự không? Trời đã quá trời ơi. Mình sẽ hái. Các bạn biết không, bây giờ tối nay á là nó xuống còn có 25, 28 độ thôi. Nó sẽ đông đá. Sợ quá cho nên bây giờ mình sẽ đi hái mấy cái trái gứt này. Trời ơi gió lạnh quá. Nguyên một ngày hồi tối, từ hồi chiều hôm qua, từ chiều hôm qua cho đến nguyên tới bây giờ này các bạn ơi, gió mạnh mà nó thổi mà mấy cái greenhouse bay muốn bung luôn á, luôn mấy tấm bạc luôn các bạn. Gió thổi lạnh lắm luôn á. Cái trái này anh, cái trái này như nó cũng sắp vàng sắp chín rồi nhưng mà chắc là mình chưa có hái đâu. Trái này cũng siêu bự luôn. Bây giờ mình thấy hả, tại vì bữa giờ trời nắng á, nắng ấm á, nó ra lá rất là nhiều luôn. Nhưng mà chắc năm sau mình sẽ không trồng mướp ở đây nữa, mình sẽ trồng cho nguyên một vàng gứt luôn, cho nó bò hết gứt ở đây luôn, cho nó ra trái đẹp các bạn. Đây nữa nè, trái này bự. Ra trái nào đáng trái đó luôn các bạn ơi. Đã quá. Trời ơi lạnh quá các bạn ơi. Trời ơi trái này bự quá. Được 4 trái. Siêu bự. Đây nè, trái này nè. Ủa trái này cứng quá ta. Ôi đẹp quá anh ơi. Ôi đẹp quá, quá đẹp luôn. Trái này chắc mình nghĩ 4-5 pound có chứ. Còn trái này nữa nè. Vậy là vẫn còn trên cây khoảng 4-5 trái nữa. Trái này thì nhỏ. Đã quá các bạn. Lạnh quéo luôn quá chứ. Vậy là có trái này nhỏ thôi. Đó được 4 trái. Còn mấy trái này chắc là mình nghĩ trái này chắc vài ngày nữa chín. Còn trái này bự nhất đấy anh, trái này siêu bự luôn á. Bây giờ mình qua bên kia để mà mình hái hai mấy trái đậu rồng nữa các bạn. Đậu rồng mấy bữa mình đi chơi về thấy nó cũng nhiều, muốn già luôn rồi đó. Đi các bạn ơi, đi con. Ôi lạnh quá ta, trời lạnh tay run luôn á trời. Đem hái mấy trái đậu rồng này đi. Bây giờ mình hái mấy trái đậu rồng này mình xuống mình đem xuống cho người bạn của mình. Lạnh quá. Gì vậy anh? Ủa anh ơi tự nhiên sao về mấy cây đậu rồng á bị đứt dây anh? Anh sao tự nhiên em thấy nó bị đứt dây? Này cái trái này nó dài nè. Mà nó lạnh ngộ lắm các bạn. Nó lạnh nó chỉ có 1-2 ngày thôi, rồi sau đó nó sẽ trở lại bình thường là cũng lên 4 mấy 5 mấy. Nói chung là cái khu vực chỗ mình á là thời tiết rất là thất thường luôn. Thì sáng nó lạnh, tối thì sáng nó nóng, tối nó lạnh vậy đó. Cho nên là hôm qua mấy cái thau nước mình để ở ngoài mình thấy đông đá luôn mà. Mà trong khi đó là 30 mấy độ nó ngã chỉ xuống sáng nay chỉ có 1-2 tiếng là 30 độ thôi. Rồi tối nay nữa là nó xuống 28 độ nè. Ở đây có mấy trái nữa này anh. À cái cây asparagus của mình hôm qua mình thấy nó nhô lên mà sao giờ nó lớn nhanh ơi là nó nhanh luôn nè các bạn. Đó. Ăn nó ngọt lắm luôn á nha. Mà thường thường á mấy cái cây mà giống như là mình mua ngoài chợ ít khi nào mình ăn sống lắm, mình cũng mới biết ăn sống thôi à. Cái này lâu lâu thỉnh thoảng thì đi ra bẻ được vài cọng để ăn. Ở đây có thêm một cái nữa nè. Đó. Trời ơi mà cái thời tiết này nó lạnh này, tối qua nó lạnh á cho nên mình cắn mình ăn cái này giống như là mình đang bỏ trong tủ lạnh đó, nó lạnh. Ăn ngon dễ sợ luôn á. Ngọt tắm luôn á.